định đem trang đi bán, người định bán bao nhiêu một anh trăng vàng. Người ở trần gian hay tận chung cung hằng, ta muốn hỏi mày đó, trăng nó ngồi đó thấy chưa? À, à. Sao nó ngồi là chuyện nhỏ này, trăng nói ngồi luôn. À. Giọng hay quá, giống chú Vũ Linh vừa thật. Chỉ sao nó ngồi gấp em ơi. Cảm ơn Minh Đức, anh chuẩn bị cho nó thi trăng nói ngồi chứ sao đâu. Sao nhỏ quá. Anh chơi trăng không à. Đúng rồi em. Giờ chăng ai sẽ là đôi cối thiết ngữ soi dẫm trường. Rồi một đêm khi giờ chăng vừa tắt đêm thì thế gian này cũng vắng bóng một nhà thơ. Chú ơi, khi nào Dũng thi sao nó ôi. Bắt giờ chăng nay đã xa đi mang theo thơ già con đưa nhân gió một kiếp thì nhân đã về chầu đấng chúa giữa một đêm sầu hoang vắng cô liêu chăng già biết bán bao nhiêu thương chăng còn lòng một người bán một người mua mảnh trắng là một bài thơ đài. Được không cả nhà, hay không, giống chị quá, đẹp trai quá. Kỳ này cho thi trăng nói ngôi chứ không cho thi sao nữa đâu. Sao rồi, xưa rồi rồi chơi trăng à. Chú ơi, cho em nói nghiệp nha. Chưa biết để coi làm sao. Hay quá, hay quá Vĩnh. Võ Cẩm quá đẹp trai luôn. Nó đẹp trai còn thua thằng cha nó mà.
Hai em gái ha. Đây tới mặt trời nó ngồi đây. Đó sao nó ngồi rồi bây giờ tới trăng nó ngồi bây giờ tới mặt trời nó ngồi luôn. Dám đâu Vĩnh đẹp trai hơn cậu Linh luôn. Rồi ơi già mà phong bì với trẻ. Gió lan ơi đôi ngã sông thương quyến rạ cánh. Thiết đàn ca gãi gánh chung. Ý có con Pikachu kìa. Nè đó, là gấu ở tầm lum đó. Đúng rồi, bữa đi hát ở phòng trà khán giả tặng đó. Cô hát hay quá. Dĩ nhiên là trăng nó ngôi với mặt trời nó ngôi, có ai hơn sao nó ngôi rồi. Sao nó ngôi sao bằng kinh nghiệm. Con bấm nhầm coi đó nha cậu. Đang là một yêu thích chị con mười mấy năm. Cảm ơn em Lê Hoàng Hoàng Lê. Chào em Phạm Thiếu Giang, cô hát quá tuyệt cậu ạ. Chị yêu kia em hát hay quá. Mở tôi hát quá tuyệt vời. Sao mà ông hát? Nga cảm ơn Phạm Thiếu Giang. Cảm ơn lúc lắc đau khỏa tim.
thủy giang. Bữa nay không phải là livestream ca, mà bữa nay là Tiểu Linh Kim Thoa vợt cho con trai nó ca để nó chuẩn bị nó thi Trăng Nói Ngôi. Kỳ này dứt khoát phải cho con đi thi Trăng Nói Ngôi rồi, chứ sao nó ngôi không có thi đâu. Sao nó ngôi nhiều rồi bây giờ thi Trăng Nói Ngôi, rồi mới mốt tới Tiểu Linh Kim Thoa là thi Mặt Trời Nói Ngôi. Già là phải mặt trời chứ, đúng không? Thôi bây giờ tới ăn ha đi. Cảm ơn nha cả nhà, hay quá chị ơi. Em yêu chị lắm. Chào Hoàng Lê Nguyễn đi. Hoàng Lê Nguyễn này chào một nụ cười cho em vui. Hello em Ngọc Phượng. Cảm ơn tụi em rất là nhiều. Anh hát đi hả? Chà, vé mắt rồi nha. Thế anh hát bộ vé mắt dữ ạ. Chất giọng cô Thoa rất ngọt ngào và trong trẻo, mỗi nghệ sĩ đều có cái hay riêng cả. Cảm ơn Ngọc Sương. Áo cho ba đi.
con ớt thông quá. Ớt thông ba đòi. Ngày xưa em đợi em chờ, thật sự bây giờ anh nói tiếng I love you. Đó, có thấy không? Soạn đồ đạt quá mà nhà phòng nó tùm lum hết trơn. Đó, đừng quay tôi nghe. Quay tôi là chết luôn á. Trời, nói ngồi không thấy, thấy trời sụp đổ luôn. Ai? Rồi, chưa. Không có thấy, Chờ Vĩnh hát đi chú, chờ Vĩnh hát kìa. Vĩnh đi con. Vì mày hát cho mẹ một bài đi, là ba hát cho mẹ. Không. Gì cười vậy? Hát cho mẹ cái gì đi, hát cho mẹ cái hậu quản gì đó. Tèo, tao neo, mèo neo. Tèo, nó neo, mèo neo. Thôi không làm ca nước lên uống, làm ghi, làm lã lên. Ca nước là lên vừa ca vừa uống. Con bấm cái gì đi cho ba với mẹ hát đi. Trời ơi, gắn vô nữa. Trời ơi. Khổ sở đủ thứ cho. Gắn vô. Sừng bá đi chơi, anh chị lên sừng bá đi kìa. Em gái. Ui ô kìa kìa, nghe không? Đâu nghe phải không? Một cá một à. Nghe mà ba. Cái bắt mày là cái nghe à. Ok. Lấy đi. Cứ nghe bé. Cái chừng nó giờ mình cho bà. Con trai hát lên sân bát chưa? Cái chừng đó, cái chừng đó. Cái chừng nó ừ. Ờ, gia đình của chú vui quá. Vui quá hả con? Ừ. Gia đình hạnh phúc, luôn luôn là thế. Trời ơi, chú ghê. Hạnh phúc luôn là thế. Hỏi quay trước quay sao vậy? Anh quay cái gì mà tầm lum. Nè. Ủa anh để lên luôn hả? Hả? Để vô còn chưa nghe hả? Vậy mày hát cho mẹ cái liên thân bá đi. Liên thân bá gì nè? Liên bá đi, lát ba mẹ hát khác. Hát rồi vô. Bá nào con ghim hát. Vô ghim vô cho ba. Ghim gì vậy? Ghim này hả? Ghim điện thoại ba vô nè. Nó phải đi ngang mới được, đứng đâu được đâu. Ghim ngang là sao rồi làm sao được? Phải không mày? Ngang được, ngang. Nhưng không được. Nhìn nó đứng mà. Dạ, tự nhiên cái thịt xong khói xong sạch khu vọc. Có đi, bấm cái nút lên, bấm cái đi à. Cho em hát, đợi đi chỗ rồi. Em hát cho cô Tha cái lưng sân bá chút anh đàn nha. Được. Đâu tới. Đâu có tới đâu. Sao lại chưa được? Trời, nghe không được hả? Nó chỉ nằm ngang thôi à. Nè. Nó nằm ngang vậy thôi à. Mà ngang không được. Được. Bà không được. Khi đang quay á, không có ngang được. Đang quay không ngang được. Ngang quay không được. Thôi vậy bé mẹ. Để sao đi, có cái chỗ gì á mình để đi. Được không? Họ rớt ở nhà anh, ghê vậy. Rớt ở anh à. Ồ quá, hay quá vậy. Đừng có đụng thôi được rồi. Hello, đi mì đâu rồi? Lục Nhân Tiên hỏi đi mì đâu rồi nè. Có con nè. Nè, vô đây. Hỏi với mẹ đi. À, con mở luôn xong ba con cả. Rồi. Con nhớ con cà với nhưng mà mày đổ vô rồi. Alo, nó nghe không? Alo, cái này thì vô vậy, cái này thì cả không. Chờ tìm phim luôn rồi. Phim gì? Không, có phim luôn chứ không thông bá, còn ghi luôn xanh bá. Tên coi. Con bấm đi cái đó đó, cái liên số máy chim mộ đó. Ừ này nè, phải không? Rồi. Mà lâu lâu nó muốn học nó khi. Ừ, nó muốn học là tính sao? Rồi. Ok. 2K vậy? 3K. Gì? 3K. Con ca 3K. Đi. 3K. 3K đi, cả nhà đi. Chút xíu 3K kìa. Sẽ bị hát nha. Xin chào đại con. Gió đó đến lạnh bua cả tâm hồn nhớ. Y'all.
Trời thì ấm u, trời thương đôi mình.
phụ, cảm ơn em, cho tình yêu cho em. Em chưa quyết không thể cùng với ai. Sống không nên mối duyên hài. Diễm đài ta có nhau. Ôi nhìn xấu xa nơi mùa ai, theo làn khói mây bay lấp trong sương mờ. Sa phu đi sứ à? Ừ. Cảm ơn em yêu. Định coi gì dữ vậy? Cảm ơn em gái, ai biết. Coi gì hả? Không. Rồi. Nghe cái sa phu đi sứ phải này không vậy? À, đúng rồi. Phải này không ba? Ai biết. Lên anh xui đi. Đúng rồi cái đó. Đó mà, tím rồi. Tới đâu kìa. Tiếng đàn điêu mua thấy lòng dạt dào làm hôn như mơ. Đàn đưa ta đi tới đâu, lắng nghe ôi sao buồn quá. Ngày mà tôi sang tầng, nhạc này xin nhớ hoài. Đường in dấu khúc nhạc mà tôi nhớ mãi không buồn. Lòng xin nhớ đi suốt đời. Ngày nào xa đi lòng thề không quên về đêm trăng. Tiền ra hai đứa bên nhau ngắm
vắng chia xa. Còn trong đêm nay rồi mai đôi bóng đôi bờ để lại với ta chơi nàng ngầm người nhớ. Một lời gắn bó theo cha, ta dâng xin nguyện giữ trọn đời từ đây. Xa nhau vẫn nhớ mình bên nhau mãi, núi ơi xin núi đời mây về đoạn. Sao phù cũng ho nữa. Oh,
xa vắng em rồi. Em như dòng suối, dù biết ly trôi. Mai mỗi tình tôi và không muốn nhớ ai mấy mờ, ta đừng gặp gỡ ta không thấy buồn thấy khổ, biết nhau khi rồi lại nói từ ly, thà mình vẫn là người xa lạ hơn nói tiếng chung tình rồi để biệt ly xa. Chắc nguyệt lão sẽ duyên nghe lỗ môi, phải nợ phải duyên sao nói chuyện phân kỳ. Tiếng gặp đã gái xa, giờ dễ tay đã điện kêu biệt công nương, xin kêu biệt. Lòng rộn ràng nghe tiếng cánh gà, mai tôi đi rồi nhớ nhau chỉ trăng nước mà thôi. Giờ này mình chia tay giọt lệ rơi rơi mãi mãi, mây vẫn trôi mơ hồ trên sông ngân. Ta cánh xa trăm thương ngàn nhớ, xin cho ân tình mến thương nhau hoài trên quãng đường dài. Ngầm người nhìn nhau ôi nghe đau xót nhớ, biết nói sao khi lìa xa. Cái đó nó nói qua đây này vậy là lấy cái đó là sang nó có nghe nhạc ra. Lâu thì lâu chung thấy mưa trời, mai ta đôi đàn kết chia buồn vì mình sẽ quá trời. Khi nhớ nhau xin đừng quên kêu tên nhau. Ngậm ngùi nhìn nhau ôi nghe đau xót, cảm tạ cái mất của công nương, xin kêu biệt, xin kêu biệt, xin kêu biệt hành trang gia tử.
gánh theo lòng trăm nỗi nhớ thương. Yêu biệt, xin yêu biệt. Kết thúc chương trình nhân viên hình đến đây là hết. Hay không cả nhà? Ôi quá trời tim luôn, thương quá trời. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hôm nay là đột xuất giờ cho con trai nó ca. Đó, giờ cho con trai nó ca rồi sẵn rồi mà cả nhà mình thích quá thôi. Tiểu Linh với Kim Tho cũng gửi tặng cho cả nhà. Hay không? Hát gì cho nó vui. Ok, cái gì em? Linh Nguyễn Thị. Nguyễn Thị Linh. Cảm ơn Giang Nguyễn, Nguyễn Giang. Ô, oh, cháu yêu Khắc Quy. Wow. Cảm ơn con. Ca nữa đi anh chị hả? Hết ca rồi. Hơi hết rồi đâu ca. Hay quá, chừng của chú ơi. Ừ, bây giờ ca nhạc cho cả nhà nghe nha. Đổi không khí ca nhạc nha. Nhạc đi. Nằm nhạc ca đi. Nhạc đi con, mở lên đi. Mở nhạc cho ba ca coi. Ba ca gì nè, anh Quân Anh hả? Bản gì? Em muốn anh ca bản gì? Hả? À, dạ anh thích anh ca. Giờ tặng em, giờ cho tặng em một bài. Em đi. Linh Nguyễn. Mê giờ cũng không được. Cảm ơn em Linh Trần. Em. Em đang bị gần hết pin rồi. Con có sạc cái đồ ấy chưa con? Con có sạc cái đồ sạc pin chưa? Hay chưa có. Cục sạc dự phòng con có sạc. Sạc rồi thì con gắm vô đi. Cả nhà đi. Ok. Anh cha đi. Anh cha cái gì đây? Có không? Ừ, mở cái này đi. Nè. Anh có thuộc bài không mà mở? Bài anh thuộc đó. Nè, ba lấy cái dây sạc. Phòng cái bài gắn vô, ok. Cần gắn hết. Gắn ca cho em nghe đi anh. Anh thuộc bài gì? Như bài không ghim, ghim, ghim được không, không để được đó nha. Thì con biết nó sẽ không để được. Nhưng mà con sẽ tìm cách để. Sao? Sạc pin vô hả? nghiên cứu lại. Không được. Nên mẹ làm cho. Nghiên sợi dây. Yên qua nhẹ chút xíu thì được. Cho bánh gì ta cõi nhớ. Không được. Chiếc thuyền từ ly chỉ là kỷ niệm. Ủa? Em làm mấy qua cỏ đó hả? Trời đất ơi. Vậy đó hả? Trời ơi sao mà nhiều nít, chị đâu có biết đâu. Hello em. Hãy quên anh đi nha. Không quên anh hoài nhé. Có hoài mày đâu. Có nhớ đi. Có nhớ đi. Hello em yêu. Hello. Hello em Linh. Lòng mẹ đi ăn kìa. Rồi. Lòng mẹ lòng mẹ đi ăn. Phải luôn này, 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 luôn cơ này. Vô cái này đi hả? Ừ, cho nó đi. Coi nhớ ha ba. Coi nhớ. Đắp một tình đó đó. Đi, tự nhiên coi nước rồi. Đắp một cuộc tình có nhớ kìa, có người yêu cầu lòng mẹ đi ăn kìa. Lòng mẹ hả? Có nói có lòng mẹ không? Ai gửi cỡ lòng mẹ vậy? Đây, em gái. Em gái. Nhắc nhắc nghe, để quên nghe. Ok. Rồi,
như giấc mộng đêm dài. Cảm ơn chị Ngọc Phượng, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Ca một bản Hồ Quảng nghe anh ơi. Hồ Quảng nè. Bây giờ rồi em. Bây giờ ca nhạc Hồ Quảng nhiều quá rồi, nếu Hồ Quảng mà cao quá không nổi. Tội nghiệp em thôi. Hay Nãy mới vô video mà vô không được. Anh tìm đồng hay quá trời luôn. Bây giờ chỉ khi anh chơi à, tài à hùng mãi hơn, được chưa? Giang Sơn Mỹ Nhân đi anh ơi, chị ơi, chị yêu anh yêu ai? Giang Sơn Mỹ Nhân đi. Coi coi nước gì? Ok, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Anh Linh Trà Giang, cảm ơn em. Sao? Thôi bây giờ mẹ ca gì? Ca bài gì đó? Cái gì tôi quên biết anh là bài gì? Tôi quên biết anh là Lê Hùng kìa, Lê Hùng tham gia kìa. Lê Hùng đâu? Cảm ơn em. Cũng lo ăn. Bài đó tình người. Kịp tên. Bây giờ Kim sẽ cho cả nhà một ca khúc trữ tình quen thuộc rất dễ thương được mang tên Người Tình Không Tên, Nguyễn Thị Trúc Ly. Chào con Trúc Ly. Cảm ơn em gái. Em nhỏ lại chậm quá. Nó nhỏ hả con? Chào tất cả nhà, tất cả nhà yêu, chào tất cả nhà nha. Nghe đang nghe chị Thoa hát nè. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn chị Ngọc Phượng,
cho vơ hai anh Linh. Hay quá, hay quá trời luôn. Đầu tiên vẫn đó mơ người tình vào thiên thu. Có cái gì cũng còn mẹ, mẹ còn cái gì cũng còn hết, em thầu hết đi. Có anh em gái chưa hát coi em sang cái từ kia ok cưng. Rồi ok, cái gì em bóc cho chị đi nha. Dạ cho Mỹ Nhân có không á? Cái gì Mỹ Nhân thì khác á, không phải cái gì của bà mẹ. Dạ không giống bà bỏ vô trong cái máy MV á mới được. Máy MV á, cái máy của mình á, cái máy MV á, mấy cái để nhạc mà dễ sử dụng là sót nhạc không lời. Ca cổ mà ôi quần khác đó chúc mừng gặp Phương Hằng, em chào chị yêu nhé, chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn Thanh Kiều em. Đó là cái gì, cái chiêu quân có mẹ có không có sao không được trong nào trong cái... có nhưng mà mấy cái mà không có lời của mẹ á. Mấy cái con có lời mẹ. Hôm bữa mẹ đi hát chùa nha. Làm gì? Bữa mẹ đi hát chùa con mở cái gì cho mẹ? Chúng ta bát nè. Chúng ta bát nè. Lúc đó con kỵ. Cô gái ở trên dễ thương quá hả? Cô gái bát tế. Cô gái bát này. Cô ấy là người bát tế. Để Tiểu Linh Kim Thoa sẽ lục cái trích đoạn Chiêu Quân Cống Hồ.
để ta dụ cho cả nhà nghe. Mẹ vô, mẹ vô, giá 500 ngàn, ai mua không? Cả nhà ơi, sáng nay gặp cả nhà, chúng ta cũng giới thiệu luôn nha. Đây là cái đĩa DVD của ca sĩ Hồng Phượng mới phát hành với chủ đề là Nối nghiệp cội nguồn. 150k một đĩa nha cả nhà. Trên tay Kim Thoa đang cầm đây, thì cả nhà mình mua ủng hộ cho ca sĩ Hồng Phượng á, thì cả nhà inbox cho Kim Thoa rồi cho địa chỉ Kim Thoa sẽ giao nha cả nhà nha. Có rất nhiều nghệ sĩ, nghệ sĩ Hồng Phượng, nghệ sĩ Hồng Nhung, nghệ sĩ Chí Linh, nghệ sĩ Kim Thoa, nghệ sĩ Tiểu Linh, nghệ sĩ Chí Cường. Chiều quân cũng hồ đấy. Quân Dương sao lại tắt rồi? Đâu có biết thuộc không nữa. Ca đi, có chị Phượng Hằng kìa. Tình ở đây chiều quân. Quân Dương đi xin cậu mô cho mẹ. Một đĩa xếp bộ hơi nhiều nha.